D-Check là công nghệ duy nhất có ở các sản phẩm cổng của BFT. Trong lần đầu cài đặt cổng, D-Check sẽ thu thập các thông số trong 4 lần vận hành cổng đầu tiên, bao gồm trọng lượng, lực ma sát, quãng đường, từ đó xác định được lực đẩy cho mỗi đoạn cho phù hợp cánh cổng, bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Với công nghệ D-Check, hệ thống thường xuyên thu nhận các thông số về trọng lượng, vị trí, mức độ hao mòn cánh cổng cũng như điều kiện nhiệt độ, thời tiết bên ngoài để xác định lực đẩy vừa đủ vận hành cánh cổng, đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn, ổn định và êm ái. Trong hành trình đóng mở, nếu gặp vật cản lớn hơn giới hạn biên độ cho phép, tiêu chuẩn cộng 10% thì cổng lập tức đảo chiều hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn. Nếu vật cản nhỏ hơn giới hạn biên độ cài đặt thì hệ thống D-Check sẽ tự động tăng lực để vượt qua một cách nhẹ nhàng mà vẫn đảm bảo an toàn.